Xin chào tất cả các em. Buổi học hôm nay cô và các em chúng ta cùng đi vào tiết 1 bài 41 ở trong quyển vừa bài tập toán 4 bộ sách kết nối, đó là bài dãy số liệu thống kê. Bài tập số 1. Trong một trận đấu bóng rổ dành cho học sinh khối 4, các bạn Hùng, Dũng, Huy và Hoàng lần lượt ghi được số điểm là 13, 7, 8, 21. Đây cũng chính là những bạn ghi được nhiều điểm nhất trong trận đấu đó. Hãy dựa vào số liệu trên viết số tích hợp vào chỗ chấm. Số điểm lớn nhất đã ghi được trong trận đấu đó là bao nhiêu điểm? Như vậy, bốn bạn ghi được điểm nhiều nhất chính là bốn bạn này. Vậy số điểm lớn nhất thì nó sẽ rơi vào số lớn nhất trong bốn số này. Như vậy, số điểm lớn nhất ở đây chính là 21 điểm. Câu B. Có mấy bạn ghi được nhiều hơn 10 điểm? Nhiều hơn 10 điểm thì có 13 điểm và 21 điểm đây. Như vậy có 2 bạn. Đây, bạn ghi 13 và bạn ghi 21 điểm. Như vậy là có 2 bạn ghi được nhiều hơn 10 điểm. Cụ thể, đó là bạn Hùng và bạn Hoàng. Đấy, bạn Hùng ghi 13 điểm và bạn Hoàng ghi 21 điểm. Câu chuyển sang bài tập số 2. Hình dưới đây cho biết số câu đố mà mỗi bạn giải được trong chương trình giải đố giải ngố. Đây. Bạn đầu tiên là bạn Nam giải được 27 câu, Việt giải được 31 câu, Mai giải được 28 câu và Robot giải 19 câu. Hãy viết số liệu chỉ số câu đố mà mỗi bạn giải được theo thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy, các em sẽ viết các cái số tương ứng của đây là các cái câu đố mà các bạn giải được đúng không? Như vậy thì các em sẽ viết các số thôi, theo thứ tự từ bé đến lớn. Từ bé đến lớn ở đây chúng ta sẽ có là 19 này. Bé nhất là 19. Rồi đến 27, 28 và 31. Còn từ lớn đến bé thì các em sẽ viết theo thứ tự ngược lại. Có phải không? Ngược lại thôi. Ngược lại ở đây là chúng ta có 31, rồi đến 28, 27 và 19. Chuyển tiếp sang bài tập số 3. Robot ghi chép số con cá theo từng loài trong một bể cá thành dãy số liệu như sau: 5 2 6 4 3 7 4 4. Em hãy dựa vào bảng số liệu trên trả lời câu hỏi sau. Dãy số liệu trên gồm bao nhiêu số? Như vậy ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 số đúng không? Đấy, có 8 số, nhưng mà có 3 số là giống nhau. Như vậy các em sẽ trả lời là dãy số liệu trên gồm 8 số. Người ta không hỏi là số giống nhau hay khác nhau, chúng ta đếm tất cả các số thôi. Dãy số liệu trên gồm 8 số. Câu B. Loài có số lượng nhiều nhất có bao nhiêu con? Loài số lượng ít nhất bao nhiêu con? Như vậy, trong dãy số liệu này lớn nhất là 7 con. Loài có số liệu lớn nhất là 7 con. Và loài mà có số lượng ít nhất chính là 2 con. Vậy chúng ta sẽ cùng trả lời tiếp theo như sau. Loài có số lượng nhiều nhất là
Bảy con. Và loài có số lượng ít nhất. Là hai con. Chuyển sang câu C, có loài cá nào chỉ có duy nhất một con hay không, vì sao? Thì các em sẽ trả lời là không có loài cá nào chỉ có duy nhất một con. Bởi vì là loài mà có số lượng ít nhất thì nó là hai con, thì không thể có loài nào là có một con được, có phải không nào? Vậy các em sẽ trả lời không có loài cá nào chỉ có duy nhất một con. Không có loài cá nào chỉ có duy nhất một con. Chỉ có một con duy nhất chứ. Không có loài cá nào chỉ có một con duy nhất. Vì loài cá có số lượng ít nhất là hai con. Vì loài cá có số lượng ít nhất là hai con. Câu chuyển tiếp sang bài tập số 4. Nếu đúng, các em ghi chữ D, sai các em ghi chữ S vào. Cho dãy số liệu về tổng số bánh, đơn vị là cái mà cửa hàng bán được trong một tuần từ thứ hai đến chủ nhật như sau. Thứ hai bán được 90 cái. Thứ ba 87, thứ tư 85 cái, thứ năm là 79 cái, thứ sáu 75 cái, thứ bảy 72 cái và chủ nhật là 70 cái đây, theo đúng thứ tự từ thứ hai đến chủ nhật. Dãy số liệu trên gồm 8 số, đúng hay sai? Các em sẽ xem thử có mấy số đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 số. Như vậy, dãy số liệu trên chỉ có 7 số thôi. Đề bài người ta bảo là có 8 số là sai rồi. Chuyển tiếp sang câu B. Cửa hàng bán được nhiều bánh nhất vào ngày đầu tiên trong tuần. Trong các số này thì số lớn nhất chính là số 90. Như vậy số 90 này ứng với thứ hai, như vậy là số bánh bán được vào ngày thứ hai là nhiều nhất, cái này đúng. Câu C, số bánh cửa hàng bán được trong mỗi ngày tăng dần, tức là ngày hôm sau luôn bán được nhiều hơn ngày hôm trước, đúng hay sai? Đây, thứ hai bán được 90 cái bánh mà ngày hôm sau bán được có 87 cái bánh thôi. Như vậy là ngày hôm sau đây là bán được ít hơn ngày hôm trước, chứ không phải là bán tăng dần, đúng không? Đây là bán bị giảm đây, không phải là tăng dần. Vậy các em thấy so sánh từ ngày thứ 2 sang ngày thứ 3 là các em đã thấy không đúng rồi, phải không nào? Số bánh ở đây là đang bị giảm dần chứ không phải tăng dần. Như vậy cái này là sai. Nó có ngày tăng, có ngày thì nó tăng hơn so với ngày hôm trước, nhưng có ngày thì nó lại giảm đi so với ngày hôm trước. Cụ thể ở đây là đây là chúng ta thấy nó giảm dần đấy. Cái dãy số này là giảm dần cả đấy.
87, 85, 79. Đây là ngày sau thì nó luôn là giảm hơn so với ngày hôm trước đấy, chứ không phải là có ngày tăng, có ngày giảm đâu. Cụ thể là ngày hôm sau, số bánh bán được của ngày sau thì luôn nhỏ hơn so với ngày trước. Vậy ở đây người ta lại bảo là số bánh bán là đang tăng dần thì là sai. Vậy các em sẽ điền vào đây là sai. Vậy bài số 4 này, chúng ta có ý A và ý C là hai ý sai. Chỉ có một ý đúng thôi, chính là ý B. Các em ủng hộ cho cô thì hãy cho cô một đăng ký kênh và một like video nhé. Chúc tất cả các em luôn học tập tốt và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.